Đây. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải. Mình và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha em ơi. Hiện tại thì đang đánh boss đại nha em ơi. Anh em bảo xem đồ Gersona cho anh em xem. Một trong những cao thủ tấm kim ở thời điểm hiện tại bây giờ thì auto top 1. Đây là Thí Hiền Song Đao. Dư Khải cùng với anh em xem sơ qua set đồ thử như thế nào nha. Set đồ, trời ơi, đang có cho mình một gia truyền kháng cả 16 hợp kim. Gia truyền này hiện tại server có bán khoảng tầm 6 đến 70 kim gia truyền này nè. Áo hầm mọc, khăn lôi 15, phục hồi 40. Áo này cũng dạng là tầm ổn rồi, không phải là quá VIP. Nón, chón 40 dòng 1, sinh lực lực. Vũ khí, chón 40 dòng 1, đang có mình 80 chón. Ây xa, quá hợp lý. Đai lưng khăn lôi 26, sinh lực lực. Nhẫn khăn lôi 19, sinh lực 136. Vào tay làm chậm 40 dòng 1. Ngọc bòi làm chậm 40, hiện tại đang có cho mình móc làm chậm 80 khá đẹp. Đó, từ bờ tay mình ngọc bòi dòng 1. Tiếp tục, nhẫn mọc khăn lôi 29, nỗ lực cao. Rất là chắc cho Thiên Sông Đào luôn, rất là chắc luôn. Dày, ui, dày khăn lôi 25, nỗ lực cao quá ngon em ơi. Dày này nếu mà sẽ vừa bán phải hơn 10 kim anh em, hơn mười mấy kim cái dày này nha. Tóc 28, sát thương khăn lôi 25, nỗ lực 117, hai cái dày với cái nhẫn này nhìn quá đẹp. Đó. Còn đai lưng cũng vậy, đai lưng khăn lôi 26, nội lực sinh lực 100. Gia truyền này mà, gia truyền mới chắc này. Gia truyền này chắc nhất trong set đồ này. Quá đẹp. Rồi, nói chung là điểm sơ qua thì muốn đánh thông kim thì khả năng nói sơ qua thì anh em phải làm gì làm và đạt được cái móc chón 60 đến 80. Tại vì ở server này server kéo xe á. 60 thì kèm với cái con em mi thanh âm nữa thì nó sẽ đạt được móc chón 80. Đó, hiện tại đây đang móc chón 80 sẵn luôn, quá chắc. Rồi với làm chậm 80. Đó, hiệu ứng như thế này thì thấy quá trâu nha anh em. Tại vì phục hồi cao á, nên tầm này là quá chắc rồi. Nhìn qua set đồ này thì phải khăn lôi tầm này phải 75+2. 75+2. Nếu như có em mi nữa là phải 75+3. Nếu có em mi kháng cả nè. Rồi ok, nói chung là đơn giản mà thôi nè. Đang có cho mình cái mặt nạ quy ảnh tóc 20, chạy rất là nhanh. Nói chung là nhẫn nè, đẹp nè, đai lưng đẹp nè, giày đẹp nè, dây chuyền đẹp nè. Còn nón dòng 1 này, chón dòng 1 thì Khải thấy tìm rất đơn giản thôi. Vũ khí thì cũng đơn giản thôi. Vũ khí này chắc khoảng tầm 3-5 kim. Còn ngập bội với bao tay mới hiếm nè nè. Bọn nó tay dòng 1, 40 làm chậm mới hiếm này. Nhưng mà tìm nhau set đồ này quá chắc này. Rồi, anh em đang xem thì đừng quên cho một like chia sẻ nha mọi người. Đây là một Thí Hiền Song Đao. Đánh trong thời điểm hiện tại bây giờ từ bữa giờ gần một tuần này auto top 1. Đó, dạ thôi. Hiện tại bây giờ thì Khải đang đánh một đại nha mọi người. Đừng quên cho một like nha.